Xin chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người. Tôi là Kiên Điện Nước. Hôm nay thì đang đi làm thì anh bạn mình có gọi điện hỏi cho mình và nhờ mình bảo là tạt qua nhà anh đấu hộ cho anh cái điện vào cái bình nóng lạnh. Thì mình đang có mặt ở nhà anh bạn mình các bạn ạ. Đây cái phòng vệ sinh của nhà anh ấy. Anh làm thợ xây nên là anh cũng là biết làm lấy chút điện nước, nhưng mà anh không biết đấu cái điện vào bình nóng lạnh, thì anh gọi điện cho mình và nhờ mình bảo là về đấu của anh cái điện cho bình nóng lạnh. Thì ở mùa hè đợt này đang nóng lắm các bạn ạ, nhưng anh vẫn lắp nóng lạnh này. Các bạn nhìn này, nhiệt độ hôm nay ở mình là 36 độ, nóng kinh khủng luôn. Ngoài trời đang nắng chang chang, nhưng mà anh bảo là đấu cho anh cái bình nóng lạnh mùa hè lắp nóng lạnh nha các bạn nhé, chứ không phải lắp điều hòa. Thì anh không biết đấu điện thì mình về đây đấu hộ anh cái. Đây các bạn này, đây là cái bình 20 lít, bình xuất xi, bình cũ người ta cho anh á, trước đây là thợ đã lắp rồi, người ta cắt mất cái phích đi rồi, nhìn nó cũ cũ rồi. Thì ở đây có cái, đây là cái cục chống giật đây, các bạn này. Đấy, cái cục chống giật chống dò điện này. Thì ở đây nó có ba cái đầu dây như này nên là anh ấy chả biết đấu như nào cả. Đấy, các bạn nhìn thấy ba đầu dây điện này, dây nâu này, dây xanh này và dây sọc vàng xanh ngọn chuối này. Thì anh ấy bảo là bây giờ anh không biết đấu như nào. Đây là cái nguồn anh ấy đấu từ automat cấp điện đến này, anh ấy chờ đến đây sẵn. Thì mình về đây mình đấu cho anh á. Thì cũng là chia sẻ luôn với các bạn này, nếu mà là một người thợ nào thì cũng biết thôi, hoặc là ai đã từng đấu rồi thì sẽ biết. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà chưa biết cách đấu á, mà muốn tự đấu lấy như mình đã lắp lấy mà tự đấu lấy thì mà chưa biết cách đấu, thì hôm nay mình chia sẻ cho thấy mọi người cái cách đấu của cái dây điện mà cấp vào bình nóng lạnh này. Thì ở đây nó có ba đầu dây các bạn nhá. Đặt, nếu ai mà là bạn nào mà là thợ thì các thứ mà đi học thì học qua trường qua lớp rồi thì chắc chắn thì thầy giáo đã dạy rồi. Thì đây này, các bạn đấu vào cái dây nâu và dây xanh, tức là nguồn cấp từ automat đến, các bạn đấu vào dây nâu và dây xanh này. Còn cái dây này là gọi là dây tiếp điện này các bạn này. Đấy. Đấy, dây tiếp điện nhá. Thì dây này thì có thể cắt bỏ, là vì cái hệ thống điện của nhà anh bạn mình đây là không có tiếp điện đâu. Thì các bạn bấm bỏ cái dây này đi, dây tiếp điện này đi, bấm vỏ đây. Các bạn đấu nguồn cấp vào cái dây nâu và dây xanh này, dây nguồn cấp đến đây thì mình sẽ đấu vào. Rất đơn giản này các bạn, nhưng mà cũng rất là nhiều bạn không biết, kể những cái quạt này, nhất là những cái quạt 5 cánh, quạt Pana, những cái quạt mà nó có điều khiển này, thì là nó cũng có cái dây này. Thì cái dây sọc vàng xanh này các bạn đừng bấm bỏ nhá. Đấy, đây là dây tiếp điện, bỏ đi, không được đấu điện ở đây, tại vì cái dây này nó đấu lên trên thân vỏ của bình này. Đấy. Sau đây mình sẽ đấu vào cho các bạn xem. Và đây là nguồn cấp tới, thì mình đã đấu hai cái cầu đấu rồi bạn ơi. Đấy, bây giờ thì đây có ba đầu dây các bạn nhé. Đây, bấm bỏ vào vỏ đi. Bấm vào vỏ đi và bỏ cái dây sọc vàng xanh này đi các bạn này. Không cần thiết, là vì không có hệ thống tiếp điện rồi thì chúng ta bỏ đi được. Đấy, bây giờ bạn đấu vào cái dây nâu và dây xanh này, thì là hai cái dây này nó sẽ vào trong cái con dưa lè trong bình. Dây nâu thì đấu vào mấy lại dây đỏ. Trên thực tế thì chúng ta có thể đấu như là cháo đầu dây đi rồi bình nó vẫn hoạt động được, tại vì bình nóng lạnh là thiết bị dòng điện xoay chiều chứ không phải dòng điện một chiều, nên là các bạn có thể đấu ngược dây cũng vẫn hoạt động tốt. Nhưng mà để đảm bảo đúng theo bài bản thì các bạn đấu dây đúng dây trung tính vào dây trung tính, dây điều khiển này vào mới này,
dây đỏ này đấu vào dây nâu rồi, dây trắng đấu vào dây xanh này. Đấy, đúng là như vậy. Rồi, ok, mình đã đấu xong rồi các bạn ạ. Thì cho các bạn xem đó, mình đã đấu điện cấp vào cho cái bình nóng lạnh này xong rồi các bạn nhé. Thì đây, dây này bỏ đi này, vàng xanh này các bạn bỏ đi nhá. Thì hôm nay thì làm một cái clip nhỏ nhỏ chia sẻ tới các bạn nào mà có cái ý tưởng mà hoặc là ý định mà làm đấu điện này, thì xem clip này của mình thì rất là đơn giản và biết thôi. Đó, các bạn cắt bỏ một dây đi, vàng xanh đi, là bạn đấu nguồn vào mấy này, hai cái dây này của cái con chống giật này là ok. Và xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo của mình nhé. Nếu các bạn thấy chia sẻ của mình là hay mà là hữu ích với các bạn thì đừng quên cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm tiếp những cái video tiếp theo chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.